Ai đây? Gấu với ai đấy? Quay lên đi. Năm ơi, nhìn đây nè. Năm ơi. Nhi Nhi. Và cảm ơn tiếng hát của Thành Công rất là nhiều. Và lúc này chúng tôi vẫn chưa nhận được những bản đăng ký tiếp theo. Và xin hỏi con giọng ca nào, thế nên xin đấu để chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ hát mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu, được không ạ? Vâng, và người ta vẫn nói rằng đám nào đám cưới nào phải đi, quy thể ít nít ít đi mà đám nào văn nghệ thì phải góp vui một bài phải không quý vị? Và trong này ngập tràn hạnh phúc của chú rể và cô dâu hôm nay, những lời ca tiếng hát của tất cả các vị quan khách cũng có phần tô điểm thêm cho vườn hoa hạnh phúc của chú rể và cô dâu hôm nay. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, chúng tôi mời trở lại sân khấu tiếng hát của anh Giang Đông Phượng. Vâng, xin mời Giang Đông Phượng trở lại sân khấu. Biết rồi, xin chào. Nấm ơi, nấm nấm nhìn đây này, nấm nhìn gì mến ạ? Ủa, thằng Duyên đấy. Thằng Duyên à? Đây, bà Phi. Kênh hát đi, tí nấm nhìn nó nhảy đấy. Đốt chạy sân khấu đấy!